Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên là Bộ trưởng Bộ Công an, một trong những người từng có quyền lực lớn nhất trong giai đoạn ông còn đương quyền, trước khi bị Nguyễn Phú Trọng tấn công liên tiếp. Thế lực của Trần Đại Quang rất mạnh, đặc biệt là bên cánh của Bộ Công an. Là tư lệnh của ngành công an, ông Trần Đại Quang đã từng cơ cấu rất nhiều những người thân, những nhân vật gần gũi với ông vào các bộ máy, các chức năng lớn nhất của bộ này. Hiện nay bộ trưởng bộ này là ông Tô Lâm. So với người tiền nhiệm là ông Trần Đại Quang, Tô Lâm hoàn toàn lép vế. Về tất cả mọi lĩnh vực, Trần Đại Quang hơn hẳn Tô Lâm. Nhưng chính vì quyền lực và vẻ phong thanh của Trần Đại Quang đã khiến ông suýt nữa mất mạng. Trong cuộc đua giành quyền lực, Nguyễn Phú Trọng đã bất chấp mọi thủ đoạn để giành lấy cương vị cao nhất, nắm quyền tuyệt đối nhất. Và cho đến hiện nay, Nguyễn Phú Trọng đã thò tay được vào Bộ Công an. Nguyễn Phú Trọng giờ đây đã nằm trong Đảng ủy Bộ Công an. Ông là người gần như đã thao túng luôn quyền lực của cả Bộ Công an này. Và Tô Lâm, một kẻ cơ hội, đã ngay lập tức ngã theo Nguyễn Phú Trọng để trước tiên bảo toàn mạng sống, đồng thời có cơ hội leo lên chiếc ghế tiếp theo. Bài học từ chính người tiền nhiệm Trần Đại Quang đã cho ông một kinh nghiệm sâu sắc rằng nếu chống lại người đang mạnh nhất hiện nay là ông Nguyễn Phú Trọng, và dĩ nhiên đằng sau Nguyễn Phú Trọng là bàn tay lông lá của Tập Cận Bình, thì ngay lập tức ông sẽ phải ra đi. Trần Đại Quang đã trải qua cơn bạo bệnh cũng chỉ vì một lý do duy nhất, đó là chống lại việc Nguyễn Phú Trọng tham gia sâu vào Bộ Công an. Nhưng Nguyễn Phú Trọng cũng biết rằng chân rết của Trần Đại Quang không phải chỉ có một, mà hiện nay đang còn rất nhiều. Do đó ông đã cố chặt bớt thân tiếng của Trần Đại Quang từ gốc rễ. Mới đây là Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa cùng nhiều tướng khác nữa đang chuẩn bị sa vòng lao lưới. Và để công cuộc nắm quyền Bộ Công an được sâu sắc hơn, Nguyễn Phú Trọng đã quyết định đánh một đòn tổng thể, đó là cơ cấu lại Bộ Công an. Theo báo chí trong nước, Bộ Công an Việt Nam tới đây sẽ giải thể toàn bộ 6 tổng cục và hạ cấp 2 bộ tư lệnh trong khuôn khổ một cuộc cải tổ vừa được Bộ Chính trị Đảng Cộng sản phê duyệt, theo các báo trong nước hôm 2 tháng 4 đưa tin. Những người đứng đầu tổng cục và hai cấp tư lệnh này đa phần là những người thân tín gần gũi với Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang. Tường thuật của các báo cho hay, Bộ Chính trị mới ban hành nghị quyết chấp thuận đề án của Bộ Công an về sắp xếp lại và làm tinh gọn các lực lượng của Bộ. Theo đề án, Bộ sẽ giảm triệt để các tầng nấc trung gian. Trong đó, bước đi được chính người trong ngành công an xem là đột phá. Theo các báo, là việc bỏ hẳn cấp tổng cục, một cấp được gọi là trung gian ăn bám. Đề án cải tổ đã được ngành công an xây dựng trong suốt 2 năm qua, kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12. Mục tiêu của việc cải tổ là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Theo các báo, nhà nước Việt Nam thường dùng khái niệm thế lực thù địch để chỉ một diện rộng những người hoặc tổ chức lên tiếng, chỉ trích hoặc có hành động chống lại Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam. 6 tổng cục của Bộ Công an hiện quản lý các lực lượng an ninh, cảnh sát, tình báo, tuyên truyền, hậu cần và kỹ thuật. 2 bộ tư lệnh được nhắc đến nằm trong cảnh sát cơ động và cảnh vệ. Các báo nói, việc xóa bỏ các cấp tổng cục và hạ cấp 2 bộ tư lệnh sẽ kéo theo việc giải thể hàng chục đơn vị cấp thấp hơn như các cục tham mưu, hậu cần và chính trị. Các nguồn tin Bộ Công an cho các báo hay, số lượng đơn vị cấp cục và tương đương sẽ giảm hơn một nửa, còn khoảng 60 từ mức 126 hiện nay sau quá trình giải thể sáp nhập. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đã cố gắng liên lạc với Thiếu tướng Lương Tam Quang, phát ngôn viên của Bộ Công an, để tìm hiểu về vấn đề này, nhưng ông đã không hồi đáp. Một viên tướng công an đã về hưu, không muốn nêu tên, nói với VOA rằng cuộc cải cách sắp được thực hiện sẽ tăng sức mạnh cho các đơn vị chiến đấu trực tiếp và các đơn vị nghiệp vụ,
Vị tướng cũng bình luận thêm rằng cuộc cải cách này có tính lịch sử và có tác động sâu rộng. Báo chí trong nước dẫn các nguồn tin ẩn danh tại Bộ Công an cho hay, đối với lượng người dôi dư sau quá trình làm tinh gọn bộ máy, Bộ có hướng xử lý là sẽ điều chuyển nhiều cán bộ ở trung ương xuống tỉnh, tăng cường cán bộ tỉnh xuống huyện và chuyển từ huyện xuống xã. Việc sắp xếp cán bộ dôi dư sẽ có lộ trình với mốc quan trọng là năm 2021. Theo các báo, tuy nhiên họ không nói cụ thể liệu có phải là mốc kết thúc việc cải tổ hay không. Cũng không có số liệu cho biết Bộ Công an hiện có tổng cộng bao nhiêu người và sẽ cắt giảm được ngần nào từ con số hiện nay. Một ước tính không chính thức cho rằng hiện tại có khoảng 600 người làm việc cho ngành công an. Thông tin trên báo chí trong nước cho thấy bộ máy công an đã phình to trong giai đoạn từ khoảng năm 2009 đến năm 2014, thời ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, người nắm quyền lãnh đạo cao nhất theo cơ cấu chính trị Việt Nam, tại các hội nghị khác nhau của Đảng Cộng sản, đã nhiều lần khẳng định ông cũng ưu tiên làm tinh gọn bộ máy nhà nước, không kém gì việc chống tham nhũng. Các báo cáo cho rằng, việc giải thể sắp xếp lại một diện rộng các đơn vị trong Bộ Công an sẽ tác động trực tiếp tới hàng chục sĩ quan cấp tướng giữ vị trí Tổng cục trưởng, Tổng cục phó, Cục trưởng, cũng như rất nhiều các cấp tá tại các cục và các phòng. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, thông tin việc Bộ Công an sẽ không còn cấp tổng cục là chính thức. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói rằng Bộ Công an đã có phương án đề cập đến việc cải cách tổ chức bộ máy, trong đó xem xét việc giảm các tổng cục chuyển cảnh sát phòng cháy chữa cháy về công an tỉnh, thành phố. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ chiều ngày 2 tháng 4, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc chính phủ sẽ cho ý kiến vào luật công an nhân dân sửa đổi. Trong đó, Bộ Công an sẽ thực hiện việc tiến hành sắp xếp lại bộ máy và hoàn toàn cắt bỏ các tổng cục. Vậy phương án sắp xếp lại nhân sự sẽ được thực hiện như thế nào? Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, chính phủ sẽ cho ý kiến vào luật công an nhân dân sửa đổi để trình Quốc hội vào kỳ họp tới. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Dũng, quy định trong luật không được đưa các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nên tới đây quy định cụ thể sẽ được ban hành trong nghị định hướng dẫn thi hành luật công an nhân dân sửa đổi. Nội dung cho ý kiến của chính phủ hôm nay không có đề cập đến tổ chức bộ máy của lực lượng công an nhân dân theo luật công an nhân dân. Tuy nhiên vừa qua, Đảng ủy Công an nhân dân cũng rất trách nhiệm, hướng đổi mới và có phương án đề cập đến việc cải cách tổ chức bộ máy, trong đó kể cả xem xét vấn đề việc giảm các tổng cục, chuyển sở cảnh sát về phòng chống chữa cháy, về công an các tỉnh, thành phố. Sau này, cụ thể liên quan đến nội dung bàn về tổ chức của lực lượng công an nhân dân, chúng tôi sẽ trả lời sau, Bộ trưởng Dũng nói. Trước đó, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ đang triển khai đề án 106 của Đảng ủy Công an Trung ương. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã chỉ đạo việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công an tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Ông tướng này nói, hiện nay Bộ vẫn đang trong quá trình thực hiện và việc bỏ hẳn cấp tổng cục là một đột phá, bởi trước đó quá trình dự thảo có cả phương án giữ lại hai đầu mối nòng cốt là Tổng cục Cảnh sát và Tổng cục An ninh. Khi nào có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử, ông Quang nói. Trước đó, theo phản ánh của báo chí, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết có liên quan đến một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Theo đó, bộ máy sẽ giảm triệt để tầng nấc trung gian trong lực lượng, mà cao nhất sẽ là không còn cấp tổng cục nữa. Đây là kết quả đạt được trên cơ sở đề án cùng tên đề án 106 do Đảng ủy Công an Trung ương tập trung nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện từ sau Đại hội Đảng 12 tới nay.
Các nội dung cơ bản của đề án này đã được lãnh đạo bộ phổ biến tới cán bộ chủ chốt, cấp cục và tiếp đó phổ biến xuống dưới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này, đồng thời ông chấp nhận tiến hành cuộc cải cách này. Một cuộc cải tổ mà người ngoài nhìn vào nhằm để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, nhưng cũng đồng thời triệt hạ phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang, đó là mục đích mà ông không muốn nói ra. Chúng tôi cũng có nguồn tin rằng rất có thể một số tổng cục trưởng sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự. Bước đầu Nguyễn Phú Trọng đã thành công với việc giải thể cấp tổng cục này, sắp tới ông sẽ còn tiến hành những bước mạnh tay hơn nữa. Chủ tịch nước Trần Đại Quang có lẽ chỉ còn một cách ngồi nhìn những đàn em thân tín của mình mà khóc. Nguyễn Tấn Dũng thì không còn hy vọng có chỗ dựa nào từ những người tổng cục này nữa. Nhưng tướng tá từng hưởng lộc của Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang cũng cần chuẩn bị thái độ, bởi vì rất có thể họ cũng sẽ bị ném vào lò. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi bài viết của Vogue TV. Xin hãy like, share, subscribe. Hãy đăng ký và ủng hộ chúng tôi. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.